khách hàng mình thấy không ạ? Rất là nhỏ gọn luôn. Đây mình để kế bên để mình cho khách hàng mình so sánh được ha. Mình lướt nhanh chóng mượt mà, mình vào các ứng dụng vô cùng nhanh nhạy luôn. Cái âm thanh được sử dụng ở trên ZTE Z800 Neo này là DSP 16 kênh, giúp cho quý khách hàng mình nghe nhạc với những cái trải nghiệm vô cùng ấn tượng và sống động cả. Xin chào tất cả quý khách hàng, mình đang ngồi ở trong khoang nội thất của chiếc Kia Celato 2020. Và ngày hôm nay chiếc xe màu đỏ này đã đến với Bigao Tour để mình nâng cấp lên một sản phẩm mà rất là quen thuộc với các anh bác tài luôn. Đó chính là đầu màn hình. Và màn hình này chính là màn hình ZTE Z800 Neo. 800 Neo này là phiên bản được nâng cấp lên của 800, vì vậy mà nó có những cái cấu hình cũng như là thay đổi khá là hiệu quả, khá là tốt luôn. Và mình sẽ mở ra cho khách hàng xem ha, để mình có thể so sánh với cái màn hình zin của nó. Cái thông số của nó đây. Màn hình này thì nó sẽ sở hữu cái âm thanh DSP 16 kênh, chip 8 nhân, RAM 4 và ROM là 64GB, chạy hệ điều hành Android 10. Nó quá là ấn tượng cho khách hàng mình sử dụng luôn. Nãy mình đã mở cái bao ra trước rồi, nên là bây giờ đây là cái hộp nguyên của nó ha. Và đây là cái đầu màn hình của mình. Khách hàng mình thấy không ạ? Rất là nhỏ gọn luôn. Đây mình để kế bên để mình cho khách hàng mình so sánh được ha. Nó sẽ lớn hơn cái đầu màn hình này một chút. Và cái thiết kế của nó cũng rất là đẹp luôn. Nó không có phải là quá cồng kềnh như thế này đâu. Cái màn hình zin của xe thì khách hàng xài mình sẽ biết là nó không có tích hợp nhiều chức năng, và mình lên mạng nó cũng không có được nhanh chóng. Và cái màn hình Z800 Neo này từ ZTE nó sẽ mang đến cho quý khách hàng những cái trải nghiệm để mình có thể xem camera, xem thông số của xe và mình lên mạng một cách nhanh chóng hơn nữa ha. Là cái màn hình zin luôn, còn tem còn mạc luôn, thì khách hàng mình có thể so sánh. Một lát nữa thì sau khi các anh kỹ thuật viên của Bigao Tour lắp đặt xong, mình sẽ quay trở lại để trải nghiệm cho khách hàng thấy là những cái điểm nổi bật trên ghế đầu màn hình ZTE Z800 Neo này. Bigao Tour cũng đã quay trở lại để review chi tiết cho khách hàng mình xem chiếc màn hình ZTE Z800 Neo lắp cho Kia Cerato 2020. Các anh kỹ thuật viên của Bigao Tour mình đã hoàn thiện một chiếc màn hình như thế này. Khách hàng mình có thể thấy là cái giao diện, cái hình ảnh của nó khi mà lắp cho chiếc xe này, nhìn nó, cái màn hình của nó 9 inch rộng hơn, mang đến cái cảm giác là nó sang trọng và nó hiện đại hơn nữa. Và mình sẽ vào chi tiết để giới thiệu cho khách hàng mình xem nhé. Khách hàng mình có thể thấy hình ảnh của nó, màu sắc hiển thị rất là rõ luôn, rất là sống động. Kích thước 9 inch dễ dàng cho khách hàng mình nhìn, mình quan sát và mình trải nghiệm những cái ứng dụng ở trên này ha. Cấu hình được cập nhật mới và cái thiết kế đẹp nữa, nên hầu như là Z800 Neo được rất là nhiều các anh chủ xe mình quan tâm hiện nay. Và mình lướt thử cho khách hàng mình xem. Ứng dụng đây. Đây, mình lướt cảm giác rất mượt mà, rất nhanh chóng luôn, chứ không phải là như những cái màn hình mà giá rẻ trên thị trường. Mình quay trở lại nè ha. Giao diện, khách hàng mình có thể nhìn thấy giống như là những chiếc điện thoại Android mà mình sử dụng vậy. Và mình sẽ điểm qua những cái thông tin cơ bản, những cái điểm nổi trội nhất cho khách hàng mình xem. Thứ nhất là cấu hình lớn, nên là mình lướt nhanh chóng mượt mà, mình vào các ứng dụng vô cùng nhanh nhạy luôn. Và điểm thứ hai nữa là giao diện hiển thị của nó vô cùng sắc nét. Cái này mình thấy ha, đây nó sẵn có những cái hình ảnh ở trên này thì mình xem luôn. Hiển thị vô cùng sắc nét, kính cường lực 2.5D giúp cho khách hàng mình có khả năng chống chói nè. Mình quan sát rõ hơn và nó chống chạy trước cho mình nữa. Ở trên này là nó có một cái lớp kiến rồi, nên đôi khi mình nhìn nó hơi bóng, nhưng mà thật ra khi mà khách gỡ ra thì mình ngồi ở cái góc độ nào và dù trong cái thời tiết như thế nào thì khách hàng mình đều có thể nhìn thấy rõ cái màn hình của mình cả. Mình sẽ quay trở lại đây. Cái này mình có thể thấy ha, ở đây màu sắc của nó hiển thị nè, sắc nét sống động luôn. Một điểm nữa là những cái đầu màn hình mà của thương hiệu ZTE nổi trội nhất, đó chính là cái phần điều khiển giọng nói ZTE này. Mình có thể khiển giọng nói để mở bản đồ, để mở YouTube, để giải trí, để mở những cái thông số ở trên xe của mình. Một điểm nổi trội nữa là mình sẽ có những cái app chức năng vô cùng thông minh luôn, như là mình điểm qua ở đây đi nè, định vị, bản đồ, cái phần vô lăng này, YouTube, TV nè ha. Mình sẽ có la bàn cây nữa, mình sẽ có giám sát nữa, app xuất lớp, khách hàng mình có thể xem vô cùng dễ dàng luôn.
Và cái mình có thể khiển giọng nói để mở cái phần app tra cứu phạt nguội này. Những cái tính năng nào mà thông minh và hiện đại nhất và đáp ứng cho cái nhu cầu người lái xe thì đều tích hợp trên cái ZTEP Z800neo này cả. Và khách hàng ở đây mình có thể quan sát và mình nhìn thấy là mình sẽ có nhiều cái bản đồ khác nhau, như là bản đồ Google Maps đây, mình sẽ có Navitel và mình sẽ có phần mềm Việt Map nữa. Tùy theo cái nhu cầu sử dụng của mình mà khách hàng mình có thể chọn cái lựa cái bản đồ phù hợp ha. Và mình có thể khiển giọng nói để mở tất cả các bản đồ này một cách nhanh chóng. Tốc độ giới hạn 50 km/h, rẽ phải theo hướng dẫn, sau đó. Và tùy theo cái sở thích của mình và cái thói quen của mình là mình sử dụng cái phần mềm phù hợp nhé. Một cái chức năng cũng vô cùng quan trọng đó chính là YouTube. Mình có thể vào YouTube đây. Cái YouTube này có một điểm nổi trội nữa là mình có thể chạy ẩn luôn. Và mình thoát ra thì mình vẫn có thể vào YouTube để mình nghe nhạc được. Cái âm thanh được sử dụng ở trên ZTEP Z800neo này là DSP 16 kênh, giúp cho quý khách hàng mình nghe nhạc với những cái trải nghiệm vô cùng ấn tượng và sống động cả. Đây, khi mình thoát ra thì khách hàng mình vẫn có thể thấy là cái chương trình phát nhạc của mình nó vẫn còn chạy ha. Âm thanh vô cùng sống động. Và trên đây chính là những cái trải nghiệm mà cơ bản của mình khi mà mình sử dụng cái màn hình này. Thứ nhất là khách hàng mình có thể mở tất cả những cái chương trình của xe, bao gồm camera, bao gồm cảm biến áp suất lốp. Mình có thể lên mạng để mình nghe nhạc, xem phim và mình có thể tra cứu phạt nguội hoặc là những cái app chức năng bằng cách là mình mở cái CH Play để mình tải về. Bên cạnh đó thì khách hàng khi mà mình đặt mua cái ZTEP Z800neo này, Picauto sẽ bảo hành cho khách hàng mình 2 năm và một đổi một nếu mà lỗi kỹ thuật trong vòng mà 12 tháng, và mình còn nhận được những cái sản phẩm đi kèm vô cùng ấn tượng và hấp dẫn nữa để phục vụ cho cái nhu cầu người lái một cách tốt hơn nữa. Khách hàng nào mình quan tâm đến đầu màn hình DVD và mình muốn tìm hiểu kỹ về các sản phẩm có thể liên hệ với Picauto qua số hotline miễn phí là 18009254. Ngoài ra mình còn có thể truy cập vào website picauto.vn hoặc là picauto.org để mình xem thêm nhiều thông tin hơn nữa nhé. Mình xin chào và hẹn gặp lại tất cả các khách hàng trong những video clip lần sau.